Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với video bài học đầu tiên của khóa học xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến bài Phan Anh. Và cũng là một cái bài học đầu tiên cũng rất là đơn thuần thôi. Thì bao giờ chúng ta cũng sẽ làm quen với khái niệm tức là khủng hoảng truyền thông là gì. Khủng hoảng truyền thông là gì? Thế thì các bạn có thể tìm ở trên Google tìm kiếm thêm có rất là nhiều những cái quan niệm hoặc là các khái niệm khác nhau về khủng hoảng truyền thông. Thế thì như thế này này, khủng hoảng truyền thông là một cái quá trình mà uy tín của doanh nghiệp, của thương hiệu, của sản phẩm hoặc là của một con người là nhân hiệu bị đem ra bàn tán, thảo luận quá nhiều theo một cái hướng tiêu cực hoặc là không có lợi cho doanh nghiệp, cho thương hiệu và cho cá nhân đó. Thế thì những cái thông tin xấu này nó xảy ra, nó dồn dập và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, của thương hiệu. Và những cái thông tin này được khai thác một cách quá mức, một cách quá nhiều và không chủ động, không kiểm soát được bởi doanh nghiệp, bởi thương hiệu, bởi sản phẩm hoặc là bởi các cá nhân, đúng không? Cái thương hiệu đó hay là cái doanh nghiệp đó bị khai thác, bị bêu dếu, bị đàm tiếu, bị mổ xẻ các vấn đề theo cái hướng là thường là bất lợi hoặc là không có lợi cho doanh nghiệp của mình, theo cái cách là rất là bất ngờ, đúng không? Rất là khó đoán. Cái thời gian mà để xử lý hay là thời gian để mà khắc phục, để mà phản ứng đối với cái sự kiện truyền thông đó nó khá là ngắn, thì nó đe dọa đến những cái lợi ích của doanh nghiệp, của thương hiệu hoặc là của cá nhân đó. Ví dụ như là làm xói mòn lòng tin, làm suy giảm thương hiệu, hoặc là khai thác những cái thông tin không tích cực về doanh nghiệp, về thương hiệu, về nhân hiệu, khiến cho giảm doanh số, khiến cho giảm uy tín, khiến cho việc là bị tẩy chay, vân vân. Những cái hậu quả như thế nó có thể xảy ra, thậm chí là có thể bị phá sản, đúng không? Và cái như vậy nó truyền thông một cách quá mức ở trên các phương tiện mạng xã hội, website, báo chí, truyền hình, vân vân, thì nó hình thành nên một cái gọi là khủng hoảng truyền thông. Đó, thì cái khủng hoảng truyền thông nó bao gồm hai cụm từ là cụm từ khủng hoảng và cụm từ truyền thông. Thì chúng ta thấy rằng là cái cụm từ này cũng rất là dễ hiểu, nó không phải là cái từ khó hiểu gì cả, đúng không? Chúng ta thấy rằng là ví dụ như là khủng hoảng nhân đạo, đúng không? Khủng hoảng lòng tin. Cái khủng hoảng ở đây tức là gì ạ? Chúng ta bị mất kiểm soát, đúng không ạ? Chúng ta bị kiểu như là khủng bố tinh thần, chúng ta bị kiểu như là lo sợ hoang mang, thì đã đồng nghĩa với cái từ khủng hoảng. Còn truyền thông là tất cả những cái vấn đề liên quan đến hoạt động mà quảng cáo, thông tin, trao đổi ở trên các cái trang mạng xã hội thì người ta gọi đó là truyền thông. Và khủng hoảng truyền thông tức là một cái quá trình mà một cái thương hiệu hoặc một cái sản phẩm, một cái doanh nghiệp hoặc là một cái cá nhân, một ai đó, đúng không? Bị, như tôi vừa nói đấy, là bị khai thác những cái thông tin xấu, những thông tin không tích cực, những thông tin không có lợi một cách quá mức, một cách không có thể kiểm soát hoặc một cách bất ngờ trong một cái khoảng thời gian ngắn, khiến cho doanh nghiệp, khiến cho thương hiệu, khiến cho bản thân chúng ta khó lòng có thể xoay sở, khó lòng có thể phản ứng. Và đôi khi đó là những cái sự bất ngờ đó, sự chủ quan, chúng ta không tính đến, đúng không? Và nó đe dọa đến cái lợi ích của chúng ta, đe dọa đến lợi ích của doanh nghiệp, của thương hiệu, của các cá nhân. Ví dụ như một ngôi sao showbiz có thể bị tẩy chay, một thương hiệu có thể bị tẩy chay, một doanh nghiệp có thể bị phá sản, một sản phẩm có thể bị giảm sức mua. Đấy là những cái nguy cơ và đòi hỏi chúng ta cần phải có sự can thiệp kịp thời, can thiệp một cách ấn tượng, can thiệp một cách có hiệu quả để giảm thiểu các thiệt hại như vậy, thì người ta gọi nó là một cái quá trình hay là một cái cuộc khủng hoảng truyền thông. Và thông thường ngày nay mạng xã hội cũng như là internet cũng như là các cái kênh truyền thông rất là đa dạng, rất là sẵn có, với cái số lượng người sử dụng lớn. Ví dụ như là Facebook ở Việt Nam là hiện nay đang có khoảng 62 triệu tài khoản người dùng.
khoảng độ 64 triệu người sử dụng Internet, với khoảng độ 95 triệu dân số, nhưng mà có tới khoảng 135 triệu chiếc điện thoại. Thì các bạn thấy rằng là cái việc khủng hoảng truyền thông bây giờ nó rất là dễ, nó dễ diễn ra với các cái đối tượng khác nhau, quy mô lớn nhỏ khác nhau, tần suất cũng rất là nhanh, các lý do cũng củ chuối hơn, chứ không phải là những cái lý do như ngày xưa. Do cái việc đào bới trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Google, website, YouTube, báo chí điện tử, các trang tin nó rất là nhiều, nó rất là đa dạng. Và ai cũng cần tin tức, ai cũng cần để mình là cái người đưa tin, ai cũng muốn mình là cái người mà hòn hòt ở trên mạng xã hội. Cho nên là đó chính là những cái nguy cơ rất là lớn để chúng ta thấy rằng là khủng hoảng truyền thông nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, xảy ra với bất kỳ ai, với bất kỳ doanh nghiệp nào, kể cả những doanh nghiệp lớn. Nếu mà chúng ta không cẩn thận là chúng ta sẽ bị rơi vào. Và như vậy chúng ta đã hình dung sơ bộ về khủng hoảng truyền thông rồi chứ ạ. Vâng, thì cái video này tôi chỉ nói đơn giản giới thiệu về cái khái niệm, cái quan điểm của tôi, những cái hiểu biết của tôi, nghiên cứu của tôi về cái gọi là khủng hoảng truyền thông. Còn các bạn có thể lên Google tìm, như tôi đã giới thiệu lúc đầu, có rất nhiều các cái khái niệm, rất nhiều các quan điểm hoặc những cái ý hiểu khác nhau. Hoặc là các bạn có thể sử dụng từ khóa tiếng Anh, các bạn tìm trong cái từ khóa khủng hoảng truyền thông này thì các bạn sẽ ra được những cái định nghĩa cho riêng mình. Đấy, thế thì với tôi đã trình bày với các bạn, và trong video bài học tiếp theo thì tôi sẽ lấy cho các bạn một số những cái ví dụ điển hình, thì các bạn sẽ hiểu được là ồ, như thế nào là khủng hoảng truyền thông, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin được chào các anh chị, xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Video bài học đầu tiên cũng rất là đơn giản thôi. Vâng, xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.